Homus. Alo, và chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai trong series đấu thứ 8 thôi. Ngày hôm nay dường như các game thủ đã thống nhất với nhau là oánh 8C thôi. Và đây là trận thi đấu thứ hai trong series 8, một pha cầu hai voi đến từ Egypt. Hơi xịt đến từ Egypt của game thủ Gunny. 24/21/24 ở tháp này lúc này của Gunny, nhưng có lẽ là Tom là người cầm Roman mà chúng ta nên xem hơn ở những thời điểm đầu. Một đôi voi và một bầy hươu ở phía ngoài. Không biết bài này có quả phụ hay không, nhưng đây là một bầy hươu to và đôi voi cộng bầy hươu này có lẽ cũng đủ với 22 nông dân để lên đời rồi. Rất tiếc là bầy hươu này không về sát hơn so với bãi vàng một chút để làm chiếc BS nhân đôi, ít nhất là những thời điểm đầu đào vàng. Sau đó thì gỗ dồn lên để đóng chiếc BS thứ hai ăn vàng một cách chỉ chu hơn. Nhưng cũng không quá quan trọng khi mà đây là Roman. 61% lên đời dành cho game thủ Tôm. Như vậy là có quả phụ ở phía trên rồi. Bài là tương đối khỏe, nhưng đây là một pha ép không được vâng mắc cho lắm, không được phũ cho lắm thì chính xác hơn. Mắc thì có lẽ là vẫn mắc thôi, nhưng không được phũ cho lắm. Đóng ra điều kiện thôi, BM. Vâng, Tôm ở trận đấu này thì chú tâm ép thực nhiều hơn rồi. Ở trong hai trận Roman trước, ở trong series đấu thứ 7 thì Tôm chú tâm ép gỗ là hơi nhiều. Ở trong trận đấu này thì là chú tâm ép thực hơn rất nhiều rồi. Chuẩn bị đóng BM, à BL đấy thôi. Rồi, BM bo cắt ngang so với bãi vàng. Vị trí dưới này có thể đóng ruộng. Bài cuối 9 dành cho game thủ Tôm. Còn Gunny thì sao? 25 nông dân đến từ game thủ Gunny. Một bài hơi dắt díu. Vâng, phá hoại. Cái độ phá hoại tăng lên rất là cao. Và cuối cùng thì nó cũng chết rồi. Chip Boy là nhà rất gần với game thủ Gunny. Như vậy là
vừa rồi không phải chiếc BS của cái thủ Chipboy mà chỉ là một chiếc BB thôi. Phonesian của cái thủ No 1 là người chưa lên đời ở đời 1, còn lại tất cả các nhà đều lên đời ở đời 1 rồi. Tôm 23 và bắt đầu đẩy giò. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây rồi. Đã lên đến góc 12 giờ nhưng đường vào nhà của game thủ có lẽ là No 1. Đúng rồi. Công giáp gì chưa? Như vậy No 1 cũng phô và đánh chém thôi. Phô không dám đánh cung. Một bài công giáp là đầy đủ. Vâng, giữ rèn giữ thôi. Trong tình huống này rèn giữ trở lên dốc và sau đó thì chọc dần dần. Lùi về thiết kế một vài chiếc ruộng vui vui vậy. Đúng rồi. Bị vảy e trong tình huống này nhưng bốn con nông dân là không đủ để hạ sát con ngựa giò vừa rồi. Hai chém là vắt đều ở trong hai nhà BL. Và bây giờ thì tiếp tục đẩy sâu vào phía trong xem No 1 còn cái gì nữa không. Một pha camera giấu kín, chúng ta cùng xem có cái gì nữa ở phía trong. Chốt BE vào, rất đẹp mắt rồi. Tôm ở trong trận đấu này cầm Roman và đánh chỉnh chu hơn là rất nhiều. Hai L vắt đều và còn bơm cả đồ cho em thủ Gunny nữa. Tương đối ổn. Vâng, E ở trên thiết kế xong, anh lại đóng tiếp một vệ E phía dưới nữa. Con ngựa giò này có ăn được hay không? Công giáp là chưa có dành cho con ngựa giò của cái thủ Chipboy. Quảng đệ. Như vậy là không, ngựa giò của thủ No 1 chứ không phải là Chipboy. Vâng, vẫn còn một cái khe, vẫn còn một cái khe trong tình huống này, lùi ra tí nữa. Không được rồi. Lọt đệ. Rồi, lọt ra. Rồi. Nữa đệ. Sâu vào trọng. Đâm. Lên bay gỗ. Và nó bổ đi sai luôn. Tỷ số là 2-0 ở trong C8. Tuyệt vời. Egypt của Gunny ở trong trận thi đấu này vâng không được đánh rồi. Gunny không được đánh ở trong trận đấu này. Chỉ một mình Tôm thôi. Tôm chém xong nhà ăn dân của cầu thủ No 1 và sau đó chém xong nhà cầu thủ Chipboy. Như vậy là xong. Tỷ số là 2-0 trong C8 và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết đầu tiên cho cặp đôi đến từ Game TV.